Thẩm mỹ viện Cát Tường là nơi khởi nguồn của tội ác, và hung thủ chính là Nguyễn Mạnh Tường, người sau này gắn chặt với cái tên bác sĩ Cát Tường. Những ám ảnh về tội lỗi của 10 năm trước như một thước phim quay chậm vẫn từng ngày không ngừng ám ảnh một con người đã từng có tất cả: học thức, địa vị, cuộc sống viên mãn, nhưng rồi lại gây ra tội ác khi chiếm đoạt mạng sống của người khác, khi mang trên mình chiếc áo blue trắng, chiếc áo của sứ mệnh cứu người và làm đẹp cho đời.